Chào mừng các bạn đến với website Siêu Kết Nối Kinh Doanh. Các bạn hãy dành 5 phút để theo dõi video này bởi vì nó rất cần thiết cho các bạn. Thưa các bạn, ở trong trang web này thì chúng tôi tập trung vào 3 cái phần nội dung quan trọng như sau. Thứ nhất là chúng tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm về cái việc khai thác giải pháp Zoom Meeting. Ở bên dưới này là rất nhiều video với rất nhiều tình huống khác nhau. Các bạn có thể khám phá những video này thì chắc chắn là các bạn sẽ khai thác cái giải pháp Zoom Meeting cho mình một cách hiệu quả nhất. Tiếp theo phần 2 thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn 10 khóa học miễn phí phục vụ cho các bạn trong cái công việc kinh doanh. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại miễn phí? Thì thưa với các bạn, hiện nay như các bạn cũng biết là chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh rất là đặc biệt. Chúng ta đang phải đối phó với đại dịch Corona và sắp tới thì có thể rất nhiều người sẽ mất việc làm. Chính vì thế mà chúng tôi tạo ra những cái khóa học này để hỗ trợ cho mọi người có kiến thức để họ có cái cơ hội dịch chuyển sang cái công việc mới, đó chính là công việc kinh doanh tại nhà. Chính vì thế mà chúng tôi xây dựng những khóa học ở đây là rất chất lượng. Các bạn chú ý ở khóa học đầu tiên, đó chính là khóa học bán hàng online theo phương pháp gieo hạt. Có nghĩa là bán hàng mà không bán hàng, mà chỉ tập trung vào cái việc là chia sẻ giá trị. Và bên dưới là còn 9 khóa học nữa rất là quan trọng đối với các bạn, như là Facebook Marketing, Zalo Marketing, YouTube Marketing, Email Video Marketing, Video Marketing, rồi Zoom Marketing, Tổng đài thông minh từ điện thoại di động cá nhân, xây dựng Big Data thông minh, CRM thông minh, tức là quản lý mối quan hệ khách hàng. Thế thì các bạn thấy đây là những cái khóa rất là cần cho các bạn để các bạn có thể phát triển và chăm sóc khách hàng. Ở bên dưới này thì chúng tôi phát họa một số cái khóa học để cho các bạn tham khảo. Nếu như các bạn thực sự quan tâm đến những khóa học này thì các bạn có thể nhấp vào cái nút đăng ký ngay ở đây thì nó sẽ dịch chuyển các bạn xuống tới cái phần đăng ký tham dự các khóa học phục vụ kinh doanh online mở ngoặc miễn phí. Đấy, thì các bạn hãy điền thông tin của mình vào đây, sau đó các bạn bấm đăng ký. Nếu như các bạn còn băn khoăn điều gì thì các bạn có thể liên hệ với cái chuyên viên xuất hiện ở đây. Chuyên viên xuất hiện ở đây sẽ có số điện thoại của họ, có số Zalo của họ, có Facebook của họ và có cả WhatsApp của họ. Thì các bạn có thể liên hệ để họ có thể hỗ trợ cho các bạn thêm thông tin. Và sau khi các bạn đăng ký thì hệ thống sẽ gửi cho các bạn một email. Và trong email đó sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức như thế nào để các bạn sẽ được tham dự toàn bộ 10 cái khóa học của chúng tôi. Thưa các bạn, tiếp theo là nội dung thứ ba. Đây là phần nội dung rất quan trọng. Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cái dự án. Những dự án chúng tôi giới thiệu ở đây là những dự án đã được chọn lọc rất kỹ. Đây là những dự án thực sự rất tốt cho các bạn. Chẳng hạn dự án đầu tiên chúng tôi giới thiệu với các bạn về dự án kinh doanh gạo hữu cơ Thần Nông Ong Biển. Gạo hữu cơ Thần Nông Ong Biển có thể khẳng định đây là sản phẩm sạch nhất và tốt nhất thế giới. Các bạn có thể xem video tại đây để hiểu được giá trị của gạo hữu cơ Thần Nông Ong Biển là như thế nào. Và sau đó nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn bấm vào nút là xem chi tiết. Các bạn bấm vào nút này thì sẽ được dẫn sang trang web gạo hữu cơ ong biển.vn. Trong trang web này chúng tôi đã trình bày tất cả những cái thông tin cần thiết để cho các bạn hiểu được cái giá trị của gạo hữu cơ Thần Nông Ong Biển tuyệt vời như thế nào. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm, muốn dùng thử ngay thì các bạn có thể bấm vào nút đăng ký này để các bạn tạo tài khoản và mua hàng. Và trong trường hợp nếu như các bạn muốn hợp tác kinh doanh thì các bạn nhấp vào cái nút là đăng ký làm nhà phân phối. Các bạn sẽ được dịch chuyển xuống bên dưới này và các bạn hiểu được cái quyền lợi của nhà phân phối là như thế nào. Và các bạn muốn phân phối thì các bạn kéo xuống bên dưới sẽ có video hướng dẫn để cho các bạn biết cách tạo tài khoản trở thành nhà phân phối. Và sau đó các bạn kéo xuống bên dưới một chút xíu nữa thì sẽ có cái đường link để cho các bạn đăng ký trở thành nhà phân phối. Thưa các bạn, tương tự như vậy, ở website siêu kiếm nối kinh doanh.com thì chúng tôi còn giới thiệu thêm một dự án nữa, đó là dự án Mayland. Đây là sàn giao dịch bất động sản trực tuyến 4.0. Các bạn có thể tìm hiểu về dự án này thông qua video ở đây. Và nếu như các bạn muốn xem chi tiết thì các bạn nhấp vào đây để xem chi tiết. Đây là website giới thiệu về cơ hội đầu tư tại Mayland. Các bạn xem website này thì các bạn sẽ nhận diện ra một cái cơ hội đầu tư rất lớn cho mình. Các bạn chỉ cần có 10 đô thôi, tức là tương đương với khoảng 240.000 đồng thôi, là các bạn có cơ hội trở thành nhà đầu tư ở tập đoàn Mayland, một tập đoàn đang quy tụ trí tuệ Việt để xây dựng nên một cái sàn thương mại điện tử rất là hấp dẫn trong thời gian sắp tới. Như vậy thì các bạn tìm hiểu chi tiết ở trong web này, các bạn sẽ nhận diện ra là tại sao chúng tôi lại giới thiệu cho các bạn biết về cái cơ hội đầu tư này, cũng như là biết về dự án này. Thưa các bạn, về phần giới thiệu dự án thì trong tương lai chúng tôi sẽ bổ sung thêm những cái dự án tốt và giới thiệu trong siêu kết nối kinh doanh để cho các bạn tham gia. Các bạn còn chăn trở gì thì các bạn có thể lăn chuột lên bên trên này ở trong cái phần là câu hỏi thường gặp. Ở đây thì chúng tôi đưa ra 6 câu hỏi thường gặp để cho các bạn có thể tham khảo. Thưa các bạn, như vậy là tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về siêu kết nối kinh doanh. Có lẽ các bạn đã hiểu được cái thẩm ý của chúng tôi. Chúng tôi kết nối các bạn ở đây để chúng tôi trao cho các bạn những cái kiến thức cần thiết để giúp cho các bạn hiểu được cái sức mạnh của kinh doanh online là như thế nào. Và qua đó thì chúng tôi sẽ mời các bạn tìm hiểu để tham gia vào một số dự án mà chúng tôi đã chọn lọc.
Và thưa các bạn, với video này thì tôi xin phép dừng lại ở đây. Cuối cùng thì xin chúc cho các bạn thật nhiều sức khỏe, chúc cho các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.